Tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Bất động sản quốc tế AREC năm 2018. Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia Hà Nội. Hội nghị quy tụ các chuyên gia và những người có ảnh hưởng trong ngành bất động sản từ khắp nơi trên thế giới để mở ra một sân chơi lớn cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, cũng như quảng bá văn hóa và lòng hiếu khách của Việt Nam tới bạn bè thế giới. Sự kiện có các phiên thảo luận, nghiên cứu với các chủ đề về nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, thành phố thông minh, hạnh phúc hay xu hướng mới về xây dựng, kiến trúc trên thế giới, đặc biệt là xu hướng bất động sản trong năm 2019 và tương lai.